người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì với video lần này là đã lâu rồi cũng không có làm video cho mọi người. Thì với video này Thiên Vũ xin được phép chia sẻ và hướng dẫn cách sử dụng trên một cái sản phẩm mà được mọi người góp ý rất là nhiều, đó chính là dòng Stormmate 4S và T5S của Mixer. Đây là dòng Mixer Digital Mini của Bose ha các bạn ha. Và cái dòng này các bạn có thể kết hợp rất là nhiều sản phẩm khác, nhưng mà dòng này thì nó sẽ chuyên về cái dòng L1 Compact hơn. Còn đối với những khách hàng mà ở nước ngoài chúng ta đang có F1812 hay là những cái dòng mà của Bose mà chúng ta chưa có điều kiện về Việt Nam chúng ta mua van số, thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này, mua bên đó cũng khá là rẻ. Các bạn mua cái này có thể là nó là dòng digital, các bạn có thể kết hợp những effect, có thể karaoke bằng con này một cách rất là ngon lành luôn, nhưng không chúng ta không cần phải đầu tư về van số. Thì cũng đã được yêu cầu nhiều, thì hôm nay Thiên Vũ xin chia sẻ hướng dẫn cơ bản những cái cần thiết các bạn có thể setup được và cũng như là sử dụng trong cái việc mà chúng ta sử dụng nó làm karaoke hoặc là chúng ta có thể làm show, thì chúng ta sử dụng như thế nào. Mời các bạn đến gần với Vũ con này nào. Trước mặt các bạn đây thì Thiên Vũ xin cầm trong tay sản phẩm này khá là nhẹ các bạn ha. Đây, hôm nay mình mới có thời gian quay video, cũng đã lâu rồi không lên video với các bạn và mọi người. Và đây chính là dòng Bose. Đây là Bose T4S. T4 tức là nó sẽ có 4 đường line các bạn. Đó, các bạn thấy ở đây bao gồm 4 đường line ha. Rồi, và đây là ngõ trim. Thì bây giờ mình mổ tay ạ. Mình ngồi xuống dưới đất anh chị các bạn đi. Ok, ở đây đi Huy. Quay đứng lên. Rồi, đây nè, giữa nè. Rồi, Vũ sẽ chỉ các bạn. Thì về đầu tiên á, thì sản phẩm này nó sẽ có những ngõ input bao gồm là 1, 2, 3, 4. Trong đó sẽ có ngõ input 5 và 6. Đây là ngõ gộp. Và nó sẽ gồm có hai ngõ out rút cho các bạn. Các bạn có thể dùng những ngõ out như thế này. Nè, đó, 1, 2, 4, 4 ngõ out. 4 ngõ out các bạn ha. Và 6 ngõ input đầu vào. Và với sản phẩm này thì các bạn nó sẽ kết nối với âm thanh với L1 system thì không cần dây nguồn, vì cái Bowerman nó sẽ cấp nguồn cho dòng mixer này luôn nên chúng ta không cần cắm điện. Đây bao gồm là tín hiệu âm thanh và bao gồm tín hiệu nguồn cho dòng mixer này luôn. Đó các bạn ha. Đối với những khách hàng mà không sử dụng L1 một system thì chúng ta có thể sử dụng qua ngõ out 6 ly và sau đó chúng ta nhớ mua cục nguồn cho cục này để đánh rời, thì chúng ta dùng ngõ out 6 ly này cắm vào cái đường input của hai cái loa led drive của các bạn. Chúng ta như vậy chúng ta có thể kết nối xong cái sản phẩm này. Và đối với sản phẩm này có 4 ngõ in. Để mình quay qua. Và 4 ngõ in thì Thiên Vũ thì sẽ thường thường sẽ làm ngõ 1, ngõ 2 cho các bạn, hoặc là ngõ 1 để làm mid. Đó, còn ngõ 3 và ngõ 4 thì mình sẽ dùng nhạc cụ, guitar hay cái gì đó. Nhưng mà để mà khai thác full cái này thì các bạn có thể chơi được 3 nhạc cụ và 2 mid solo. À, các bạn có thể set, nếu mà chúng ta set tối ưu hơn á thì nó vậy, nhưng mà cái này không quan tâm rồi. Mình bỏ qua đi. Tại vì mình chỉnh hướng dẫn karaoke, còn vấn đề để chơi live thì các bạn mình để video lần sau ha. Nghe mình nói ngắn gọn về cái sản phẩm này. Trên cái live đây là live thứ nhất, nó giống như những trên mixer vàng, quay cận cảnh giúp mình nè. Cao nữa không thấy được dòng chữ, phải quay cao nữa. Rồi. Rồi. Đó các bạn thấy ở đây là live thứ nhất, các bạn nhìn theo hàng đường thẳng giúp phụ. Thì ở đây là live nào chúng ta cắm vào ngõ nào thì chúng ta sẽ xử lý ngõ đó. Hiện tại Thiên Vũ đang sử dụng đây là ngõ số 1 và đây là ngõ trim. Trim tức là gain đầu vào, thì chúng ta phải cân trim, thì trim chúng ta có thể cân bằng đèn tín hiệu màu xanh lá, các bạn thấy không, các bạn màu xanh lá. Rồi Thiên Vũ sẽ nạt lên, đây là chúng ta cân gain đầu vào phải chuẩn tí xíu, là đừng để nó báo đỏ, những lúc mà chúng ta hét lớn lên nó không báo đỏ là ok. Rồi mình sẽ tắt lên đi. Giờ mình sẽ hét lớn lên và cái trim này sẽ báo đỏ nè. Đúng rồi, chúng ta đang cân gain. Hey. Hey, và thấy chớp đỏ chưa? Hey, 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 và thấy nó đỏ chưa? Như vậy là rất là nguy hiểm cho loa cũng như là các bạn cân gain bằng đèn đó. Hey, hey, hey. Đó, mình để gần mic mà la không có bị đèn, không bị đỏ là ok. Bắt đầu mình sẽ, còn đây là volume thứ hai. Có thể gọi là fader. Nếu fader ta gọi các bạn một cái fader chúng ta sẽ đẩy lên, nhưng mà ở đây nó sử dụng fader bằng cái volume. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng lên. Đây là master tổng. Master tổng thì bao gồm on lên tất cả các mọi mặt. Đó. Rồi, đây là volume. Rồi các bạn muốn lớn nhỏ mid roll thì chúng ta sẽ tăng giảm đây, thì chúng ta phải cân trim trước. Chúng ta cân trim trước, gain đầu vào trước, sau đó chúng ta phải xử lý như đây. Volume bật hey,
đó thì Tiên Vũ các bạn thấy nghe rất là lớn nhưng mà không hề hú rít gì đó, nó liên quan đến về cái phần cân chuẩn cho cái đầu vào. Các bạn trước tiên làm hay thì chúng ta hãy làm đúng trước ha các bạn ha. Cái này một câu này của mình cũng học một anh kỹ thuật cũng khá giỏi, mình học cái câu này rất là hay. Trước khi hay thì chúng ta làm đúng trước đã, chứ còn làm sao, còn đã làm sai rồi thì đừng nói vấn đề là hay đó. Rồi còn cái chữ FX mode này á, tức là cái line số 1 này chúng ta nhấn, khi mà chúng ta nhấn sáng đèn lên thì cái line này sẽ không có bất kỳ một cái tiếng như echo hay reverb, delay, những cái mà cân chỉnh là nó gọi là chúng ta mute cái effect đó các bạn. Còn mute ở dưới đây phần này, Huy quay ứng lên giúp mình, Huy không có thấy được à, ok rồi. Khi các bạn nhấn đèn mute này đó, các bạn thấy không, là tiếng của Vũ đã mất rồi. Đây là mute cái ngõ này, mute ngõ in vào, mute tiếng đâu. Alo 1 2, alo 1 2, đó các bạn nghe ha. Rồi đây là sơ bộ về cái dùng của T4S. Còn edit channel là gì? Ví dụ như các bạn muốn chỉnh cái micro của ngõ số 1, chúng ta bỏ edit channel thì chúng ta sẽ sáng đèn lên các bạn ha. Rồi bây giờ ví dụ như Vũ, bây giờ ví dụ Vũ chỉnh về cái bass shape gọi là EQ, ZEQ. Trên đây nó chỉ có 3 dạng low, mid và high. Hiện tại đang ở chế độ flat, flat là tất cả là điều bình thường hết cả. Bây giờ Vũ muốn chỉnh cái bass shape của cái channel số 1, tức là bass shape của cái đường line số 1 là micro của các bạn á, thì các bạn nhấn sáng channel lên thì các bạn thấy cái đèn này nhảy không? Đó, rồi ví dụ Thiên Vũ muốn chỉnh bass shape cho cái mic thứ hai mà Thiên Vũ cắm vào cái line số 2 thì mình sẽ bấm channel edit. Đó, nôm na là khi các bạn chỉnh cái line nào thì chúng ta chọn channel đó để chúng ta setup, chứ các bạn đừng có mà bấm channel số 4 mà trong khi các bạn đang alo alo tiếng mic số 1 mà các bạn đỡ vậy, các bạn chỉnh bass shape nha, nó chất quốc, nó không ra đâu hết, nó rối nguyên cả đồ hình ha các bạn ha. Thiên Vũ sẽ hướng dẫn một cách dân dã cho mọi người dễ hiểu hết, ai cũng hiểu được rồi hôm nay vậy. Rồi ok, xong rồi cái phần ngoại thất rồi, cách dùng rồi. Đến đây là cái nút, đây là cái nút phantom, thì dành cho những cái mic chúng ta thu có tín hiệu, chúng ta cần phải dòng điện, những dòng mic dòng điện á, thì chúng ta sẽ sử dụng bật phantom lên. Nhưng mà các bạn bật phantom các bạn lưu ý nhớ tắt gain chức vụ nha, để tránh trường hợp bật làm cái đùng liền á, mọi người lưu ý cái chỗ đó. Và đây là nút phụ trước đi, và đây là nút phone. Nút phone nó thì là volume ngõ out tổng, các bạn có thể dùng nó làm monitor cũng được đó. Các bạn cắm tay phone vào đây hoặc từ cái ngõ 6 ly này chúng ta cắm cho một cái lo RT hay là một dàn lo nào đó, chúng ta làm monitor thì chúng ta sẽ cân cái gain out, cái tín hiệu out, volume out của cái monitor đó thì tùy thích ở tại volume này. Khá là đơn giản, dễ sử dụng. Rồi bây giờ thì đây là trang chủ của Thomas T4S. Thì trong đây thì nó rất là nhiều cái rồ set mà hãng đã setup cho ta. Ví dụ cái rồ set này Vũ đang setup ở channel 1 thì các bạn mời bạn quay gần màn hình giúp Vũ để tránh bị chói đèn. Rồi ok, giữ nguyên. Rồi ví dụ đây là Thiên Vũ đang giữ đèn ở sáng ở channel 1, đang xử lý 1, và hãng Vô đã cho ta những rất là nhiều cái rồ set là như nè. Mình bấm vô đây thử nha. Đây các bạn thấy không, cái rồ set nó sẽ bao gồm như là hiện tại mình đang hát bằng mic thì mình sẽ chọn vô cùng mic nè. Rồi ví dụ các bạn dùng cái line này là gọi là line guitar bạc nè, nó nhảy hoài. Cái line guitar bạc thì chúng ta chọn này. Còn nếu mà chúng ta gắn guitar thùng, những cái dòng guitar classic, đánh những dòng guitar đánh nhạc classic hay là acoustic thì chúng ta sẽ chọn acoustic guitar. Nói chung là nó rất là nhiều. Các bạn sử dụng như là cái đàn gọi đàn gì cho nhắc ngang quên. Không phải piano, organ. Organ Claymore nè. Đó, thì các bạn có thể chọn đó. Nói chung là nó rất là nhiều. Đây là còn percussion, đây là những cái bộ gõ, những thiết bị như là gõ, gõ nồi, gõ niêu hay là gõ đá, những cái tiếng gì đó. Đó, gọi là percussion, ví dụ vậy đó. Còn đây là dành cho cái line của DJ. Nói chung là rất là nhiều cái tính năng mà do các bạn nói là cái này xài không được, karaoke không được. Không phải, tại vì mọi người chưa biết dùng và khai thác hết được cái bên trong của nó. Nó có rất nhiều, thậm chí Vũ đến thời điểm hiện tại Vũ cũng chưa mò hết nó nữa. Nó có nhiều tính năng hay lắm. Rồi ok, thì bây giờ đây là mic thì Thiên Vũ sẽ chọn là mic. Ok đó, thì đó, bây giờ là cái chế độ đó là bạn thấy nó sẽ ưu tiên về mic. Còn nếu mà các bạn thấy cảm thấy nó khó hoặc là không hát quen với những chế độ mà do hãng setup chuẩn chuyên á,
thì các bạn có thể xoay chuyển như vậy, các bạn chọn ulti đi cho dạ ulti đó, thì nó sẽ đi theo về cái có như một dạng flash thì thôi. Ok, cancel. Các bạn nhìn nó đây là ba nút công cụ tùy chọn để chúng ta sẽ đại diện cho những cái phím ở vị trí này đó. Rồi khen, các bạn thấy nó khen nằm đâu thì vô đây có khen chúng ta nhấn nó xuống. Ở đây nút này có nhấn nha, vừa xoay và vừa nhấn nha các bạn. Và bây giờ ví dụ như ở đây Thiên Vũ muốn cắt hai bát đây, các bạn thì nó sẽ cắt chỏ cho low bát nè, hai bát nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó có thể cắt cho các bạn được luôn nè. Đó, các bạn thể dùng tận dụng những cái này các bạn set. Đó, rồi bây giờ đến cái phần EQ. Bây giờ Thiên Vũ đang chỉnh cây số 1, thì đầu tiên để chỉnh karaoke chúng ta sẽ chỉnh bát shape của cái mic trước, trước khi chúng ta sử dụng effect vỡ của EQ. Thì EQ nó sẽ hiện đại diện cho các bạn là bypass, các bạn bypass tức là không sử dụng mic low nha, các bạn nên để cho nó hiện số 0 nha, 0 decibel tức là nó sẽ áp dụng. Còn khi mà các bạn hiện chữ bypass này tức là cái low này, cái còn cần này coi như các bạn loại bỏ đi ra, không sử dụng nó. Các bạn lưu ý chỗ này. Rồi bây giờ mình muốn bass nhiều thì mình tăng volume nhiều hơi. Alo, 1 2 đó, tiếng bass của mình khá là dày hơn. Đó, nó là như vậy. Rồi ở đây tiếng mid mình như thế nào thì mình có thể cân chỉnh thì tùy mình, còn chép nhiều quá như sao đó. Chúng ta cân chỉnh theo tùy ý. Bây giờ Thiên Vũ chỉ chỉnh đại và hướng dẫn và chia sẻ các bạn cách dùng thôi. Rồi sau khi đứng được rồi. Ok. Rồi sau khi mà Thiên Vũ đã set xong, giờ cho nó về một mình đi. Mình không chỉnh cho các bạn hay nha, tại vì mỗi loa khác nhau, mỗi cái mic cũng khác nhau. Các bạn quan trọng là phải hiểu được cách dùng, chứ các bạn đừng quan trọng là chỉnh nó hay hay không, là dựa vào cái lỗ tai của các bạn và cái gu âm nhạc của bạn như thế nào, chất âm của bạn như thế nào nữa. Rồi đến phần com ghét. Com ghét này thì nó có rất nhiều dạng các bạn. Khi mà các bạn chọn com ghét thì chúng ta sẽ tăng nhất là gain, tensor là cái ngưỡng. Từ cái ngưỡng các bạn chọn thì các bạn chọn bao nhiêu. Nó có rất là nhiều con, thì các bạn có thể là minimum line nè, hat nè, limit nè, nó các bạn dựa vào đây nha các bạn. Con ghét nó bao gồm tất cả mọi thứ, cái title nè, cái mình không biết tiếng, mình không giỏi về tiếng Anh nên mình đọc có thể sai, các bạn thông cảm nha, nhưng mà mình chỉ hiểu là nó dùng cái gì thôi. Cái table này đi, hiện tại nó đang ở vị trí là con 1 đúng không các bạn, thì ở đây nó sẽ bao gồm gain và tensor. Còn ví dụ mình muốn xử lý về noise của mic, noise mic thì Vũ sẽ chuyển vào chế độ này, nó có limit nè, nó có esser nè, nó có noise gate nè. Wow, những cái này nó là cực kỳ quan trọng luôn. Cái noise gate với là cái limit là hai cái quan trọng để biến cái bộ của các bạn không bị hú rít nè, cắt giải nó rất là tốt. Nó xử lý cái noise. Thì cái noise thì mình bấm ok khi mà mình chọn. Alo. Do bị chói quá nên mình sẽ chuyển vị trí xuống đây cho các bạn dễ thấy được các bạn mixer này nha. Rồi thì ví dụ như mình con ghét thì ở đây cũng vậy nè các bạn, khi mình xoay nè, mình chọn con ghét nè, khi mà mình muốn chỉnh cái con ghét noise ghét này thì mình sẽ nhấn select là enter, thì nó sẽ bao gồm là cho chúng ta là cái xì bit nè, các bạn thấy các bạn lắc đó, chúng ta phải nhấn nè, nó rất là nhiều tính năng, các bạn nhấn vô tensor nè đó. Ví dụ như bây giờ Thiên Vũ đây là âm 70 decibel thì những cái tiếng nào mà nhỏ hơn âm 70 decibel đó, đó dưới 70 decibel á thì nó sẽ không lấy vào. Còn ví dụ chúng ta Vũ tăng lên đây nè, Vũ tăng cái này lên cao thiệt là cao đi, ví dụ 40 mấy, cái này cái phần chỉnh noise gate này Thiên Vũ đã giải thích và chia sẻ các bạn chỉnh vang số trong video, thì Thiên Vũ sẽ để lại cái link video chỉnh noise gate này cho mọi người cùng xem để hiểu nó là nó hoạt động như thế nào. Các bạn không cần phải quan tâm về cái tên hay là cái ký tự của những dân giới chuyên ngôn nói làm cái gì, các bạn cần hiểu nó để làm cái gì là quan trọng là được rồi. Ví dụ noise gate này, ví dụ như Thiên Vũ để âm chính thì âm lượng Thiên Vũ nói chuyện thế này thì ok, nhưng mà nếu Vũ để cao lên thì nó sẽ chập giật đó. Cái này thì nó sẽ giống như là khi mà các bạn bị cứng á đó. Alo, 1 2 3 4 còn trả về cái nào, nó sẽ yếu, hút rất là yếu. Cái noise này nếu mà không đủ lực thì nó sẽ không hút vào. Alo, 1 2 3 4 đó. Còn một số từ Thiên Vũ speed. Speed tức là khi mà các bạn cắt noise gate á, tức là khi mà nó ngắt á, các bạn muốn là nó ngắt liền hay là các bạn muốn nó ngắt chậm á các bạn. Nó nôm na là ví dụ như là cái hình sóng sin, các bạn muốn là nó phẳng dần, nó một là nó lên trên trời, hai là nó xuống đất, hoặc là nó sẽ lên từ từ, nó đi máy bay lên á. Mình giải thích hiểu cái kiểu không? Cái kiểu là nó sẽ nhanh hoặc chậm lúc mà nó cắt và lúc mà nó thả ra đó các bạn ha. Rồi ok, thì nó chỉ sơ sơ vậy rồi. Và limit là cái ngưỡng đó, cái ngưỡng này thì
ví dụ mà các bạn qua cái ngưỡng này á thì nó sẽ cắt bớt đi để không cho chúng ta vượt qua khỏi cái ngưỡng, nhưng cái này nó chuyên sâu quá, các bạn karaoke thì các bạn không cần quan tâm mấy cái điểm này đâu. Đó, nó này nó hơi chuyên sâu rồi, nó còn nhiều thứ để chơi lắm. Rất quan trọng nè, cho các bạn đi karaoke nè, chính là cái delay và cái reverb nè. Mọi người nói cái này không chỉnh karaoke được, không có, chỉnh được hết, thậm chí là chuyên sâu hơn cả vang số nữa cơ. Rồi thì ở đây nó có rất là nhiều dạng delay, một là digital delay, analog delay và tap delay, các bạn có thể chọn bất kỳ cái gì mà mình thích. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là ví dụ như là digital delay hoặc là digital delay đi. Enter thôi. Các bạn thấy đã hiệu chứng chưa? Thì ở đây cái tham thì nhanh quá đúng không? Thì chúng ta sẽ tăng lên, tăng tham lên, tham tì tì đó. Ở đây chúng ta có thể nhớ sẽ chuyển đây các bạn thấy không, thấy không được nè, đó một hay sáu đó, nhiều nó nhiều mà lặp chậm tăng cho nhanh lại các bạn. Thông số như vậy cái phần quay gần lại với mặt cái
đây các bạn, cái mục delay chúng ta sẽ chọn tab table là tab delay select, chúng ta sẽ chọn chế độ là 235, cái tham các bạn chuyển qua 235 giây cũ. Rồi còn còn biết này khoảng 30 ok, chúng ta nhấn thêm cái chữ mà FF DBK này nè, tăng lên khoảng tầm 65 6 7 1 1 2 1 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
chúng ta có thể hát karaoke. Và kế đến nên tắt cái đã. Rồi, ok, mình tắt luôn rồi. Còn khi mà hiện quay bass này coi như là tắt luôn nha các bạn phải nhấn vô nha. Còn muốn chọn chế độ thì chúng ta xoay không nhấn nữa, xoay để chọn chế độ mà hãng đã set up cho mình, hãng đã set up cho mình. Rồi, thì bây giờ tới với phần vệt. Đó, để cho tiếng nó bay bổng hơn bây giờ chúng ta tới phần vệt. Bắt đầu chúng ta sẽ chọn loại vệt. Rồi, chúng ta nhớ bấm vào cái điểm mút này, nó mút vệt nha các bạn. Alo, 1, 2. Đó thì chúng ta xử lý vệt thì nói chung là chúng ta sẽ xử lý là cái đuôi vệt hoặc là table vệt đây. Đây table, vệt table đó các bạn. Cái này là vệt ra, này vệt ra main. Tắt mình đi. Main vào with. Tắt đi. Mút nó đi các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ chỉnh qua vệt table đây nè. Ok, time. Đây, nó sẽ lên thử. On mood. Chọn chế độ vệt. Vệt thì thường thường cái chữ này là thường thường sân khấu chúng ta hay dùng lắm. Nói chung là cái này nói chung không có gì mà gọi là chuyên về cái gì cả, mà là cái này nó sẽ phù hợp với bạn hay không thì các bạn nên test từng cái vệt nào các bạn thấy phù hợp thì các bạn chúng ta dùng thôi nha. Alo, 1, 2. Hồi nãy mình tắt vệt mood rồi, sorry mọi người, mình phải mở ngõ out vệt ra. Xin lỗi, nãy mình tắt rồi. Alo, 1, 2. Sư phụ sẽ giống như cái này là volume vệt các bạn. Cái vệt này xin lỗi mọi người, chúng ta phải bật nó lên nha. Volume vệt tức là cho cái vệt này đi out ra đường ốc đó các bạn. À, sau đó chúng ta muốn chỉnh cái vệt, chỉnh kiểu vệt như thế nào, là vệt gì chúng ta sẽ chọn đây. Chúng ta chỉ cần lăn cái nút này, table chúng ta sẽ chọn cái loại vệt. Và cái chỗ này là chỉnh vệt cho out, cho ngõ ốc hay là cho main đó. Alo, win, số. Nói chung là cũng lâu rồi không dùng. Và cái clip này hứa mọi người làm lâu lắm rồi chưa có làm. Alo, 1, 2. Ok, hey, 6, hey, 6, 7, chỉnh qua cái vật này đi, alo, 1, hey, time cho đuôi ra, 1, đây là cái time, trên văn số thì nó sẽ hiện ra con số, còn trên đây thì nó sẽ hiện phần trăm, nên cái mixer này với văn số nó cũng giống như nhau thôi, nó chỉ khác là chữ phần trăm và chữ thông số thôi, đó, các bạn có thể để ý cái chỗ này. Alo, 1, 2. Đó, cái này là cái đuôi vệt, tức là giúp cho cái vệt nó đi dài ra hay là đi ít lại. Nó giống như là cái đuôi của echo, các bạn muốn số lần lặp lại nhiều hay sao á. Đó. Alo, tại vì quay qua điện thoại các bạn nghe được tiếng vệt hay không? Vệt tăng lên đi, nhiều luôn. Alo, đó các bạn nghe chưa? Alo, alo, đó các bạn thấy cái đuôi không? Đó, nó là như vậy. Alo, 1, 2. Thì đó. Còn các bạn muốn vọt mà muốn lớn vọt hơn thì chúng ta chuyển qua cái tiếng reverb cho cái đường volume cái ngõ mic này nè tăng cao lên. Alo, 1, 2, 6, 7. Đó. Ok. Nó thì nó đơn giản vậy đó. Bây giờ chúng ta có thể hát karaoke được rồi. Và mình sẽ chỉnh thêm vài cái cho mọi người dùng. Hôm nay mọi người dùng hiện tại là bây giờ cái channel của ta tốt này nè. Cái xin lỗi mọi người ha. Menu hiện tại ở menu channel 1 nè, input master nè, có nè các bạn có thể là L1 Bose nè, rồi Thomas nè, Vision, chúng ta đưa USB đến, chúng ta set up cho USB đến PC. Nói chung là cái này mình không chỉnh đi để tránh trường hợp các bạn bị rối đó. Output level, alo, alo, nó có nhảy đèn các bạn nè, chúng ta căn cái độ out của nó. Alo, 1, 2, 3, 4. Input rồi, đây là gain out các bạn, out là ra, còn gain đầu vào nè, ở trên là input nè, đây là gain đầu vào nè. Alo, 1, 2. Gain đầu ra nè. Alo, rồi các bạn muốn chỉnh EQ trên cái ngõ out á, ốc á, tức là EQ của tổng á, EQ của ngõ tổng á,
alo, đó các bạn có thể chỉnh nè. Rồi bây giờ Vũ muốn chỉnh cái hẹp này thì Vũ sẽ tăng lên giảm nè, các bạn thấy không? Đó, đó, cái cần này là nó sẽ chuyển qua cái dãy hẹp, các bạn để lưu ý gì để bên nè. Cần này là các bạn thấy cái ô vuông cái gạch ngang không? Đó, cái này các bạn sẽ chuyển qua vị trí hẹp thì chúng ta cần cần giảm, giống như là cần bắt chép thì chúng ta khoảng có giống như cần equalizer đó, thì nó khoảng tầm mấy chục cần, nhưng mà ở đây hiện tại nó nhỏ quá nên nó chỉ tóm gọn cho chúng ta là khoảng vì ở đây mình đang xử lý mid nên nó hiện ra từ đây đến 8 kg thôi. 8 kg là chúng ta xử lý mid 125 hẹp và 150, 1 kg, 4 kg và 8 kg. Thì chúng ta còn để tăng lớn, tăng giảm cái EQ này á thì chúng ta hãy giảm như thế này nè. Các bạn thấy không? Bạn thấy cái volume nó chạy lên và xuống không? Đó là cái level của EQ ở dạy đó. À, hình như nó có tới mười mấy ký nữa, mình lâu quá không dùng quên mọi người ạ. Alo, 1, 2, 3, 4. Nó còn một cái chuyện nhỏ nó 16 ký nữa. Alo, 1, 2. Cái này thì các bạn có thể cân được. Nói chung là các bạn hiểu đi nha, mình hiểu những chế độ cho các bạn. Để mà lót ra hết mình không có nhớ. User. Còn cái này thì lưu là đâu ta? Lâu quá. Lưu là như là ben, không? Ben là cái ba lăng mà. Offset, offset là những con ốc hồi nãy mình nói, bốn con ốc phía sau đây nè các bạn ha. Rồi, để coi cái chỗ phần lưu là đâu à, quên rồi Huy. Phần lưu là như sen thì đúng rồi nè. Sell. Khi mà các bạn lưu cái file đó xong á, các bạn chọn qua cái phần sen, chữ sen nè các bạn. Đó, chữ sen đây, cái mũi tên các bạn dựa hay mũi tên chữ sen. Thì chúng ta muốn sell cái những cái mà mình đã cân chỉnh trên mixer này, các bạn cứ bấm sell. Đó, và chúng ta chọn chọn cái gì mà chúng ta thích. Ví dụ như là user sen 1 là user của mình, ví dụ như đây là cái sen dành cho karaoke. Còn sen 2 là dành cho các bạn chơi chuyên nghiệp, hát revert không rồi chơi nhạc cụ, ví dụ gì này nè nọ đó. Thì chúng ta sẽ chọn sen nó giống như bản số thì chúng ta sẽ lưu được cái channel đó, mốt này sau này chúng ta muốn chơi cái thể loại nào chúng ta chỉ vô đây chúng ta lấy nó ra thôi. Rồi mình bấm select. Rồi sau đó các bạn sẽ sửa tên thì các bạn sẽ xoay cái chữ select ở ngay đây để chúng ta sửa cái tên. Ví dụ Vũ đi ghi chữ Thiên Vũ đi, nó sẽ đi theo cái từ vì nó nhỏ quá mà, nhưng mà nó quá đầy đủ tính năng. Đó, thì chúng ta sẽ dò ký tự ví dụ Thiên nè, rồi Thiên Vũ enter. Ê, đó ở đây là bấm enter dạ xin lỗi người. Rồi xong rồi tới đây là chữ S, chữ H. Bây giờ Vũ chọn này chữ H đi. H, đó, rồi chữ Y đi. Đó, nó sẽ nhảy qua từng bậc. Y, chữ E. Đó, ví dụ vậy. Chữ N. N, nói các bạn chỉ cần xoay cái cần select này thôi. Để chúng ta chọn cái này thì cái anh nước ngoài biết tiếng Anh giỏi rồi. Vũ thì nói tiếng Anh gà lắm. Rồi, ví dụ xong vậy thì Vũ chỉ cần việc là bấm chữ Sell và Z. Xong giờ về sau thì Thiên Vũ chỉ cần vô cái một CNS này thôi. Đó, và cái Thiên Vũ lo ra bây giờ Vũ không muốn xài cái này nữa, Vũ muốn xài cái khác, bấm chữ load. Rồi Vũ muốn chọn cái gì mà mặc định của hãng đưa ra, bấm chữ xin hay gì đó. Hoặc là bây giờ Vũ muốn sử dụng cái của cái revert hay này, option 2 chúng ta cần bấm select. Rồi nó hỏi các bạn muốn lấy ra hay không thì bấm yes là xong. Ok, thì chỉ có vậy thôi. Thì nói chung là con này các bạn nhìn nó vậy thôi chứ bản thân là mixer nào cũng như nhau á, chỉ là thao tác khác nhau và đôi khi có những cái là từ cái con số nó chuyển qua thành cái phần trăm nên đôi khi là chúng ta không hiểu thôi. Chứ bản thân là nó cách dùng, thậm chí bây giờ có một số cái nó viết tắt mà Viên Vũ cũng vẫn chưa có biết nó là cái gì á, nhưng mà Viên Vũ là những mixer kia đều có hết. Nhưng mà đối với Vũ cái con này thì nó rất là chuyên nghiệp, nó đầy đủ đồ chơi, chơi chuyên nghiệp cũng được và chơi gia đình cũng được, nhỏ gọn các bạn thấy nè. Các bạn thấy nhỏ gọn các bạn, bé tí thôi. À, hàng của Spo T4S, T8S cũng y chang vậy nha mọi người. À, mọi người cứ sử dụng. Ở cái video này Thiên Vũ xin dành cho các anh khách Việt Kiều là nhiều nhất. À, cảm ơn các anh và các chị đã theo dõi cái channel của em và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và đây coi như là em, mọi người đã yêu cầu lâu mà em chưa có làm thì clip này cũng như là hướng dẫn mọi người. Có thể là không cần phải về Việt Nam mua bản số đâu, các bạn có thể dùng những cái mua ở con này ở tại bên Mỹ, chúng ta có thể set karaoke cho các bạn. Và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Nếu mọi người có cái
thắc mắc hay là những cái review mà những cái sản phẩm ở bên Mỹ các bạn có mà không biết dùng, mà cái kiểu giống như tại vì đồ của nó thì đồ chuyên nghiệp thôi, châu Âu thì họ không karaoke, chỉ người châu Á mình thôi, thì để mà chỉnh karaoke thì chúng ta phải thiên về cái gì đó tí xíu. Ok, mọi người thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ Thiên Phủ và đăng ký like, share cho mọi người tất cả các bạn chúng ta đều cùng xem. Hiện tại cái video và hướng dẫn chỉnh cái này thì hiện tại Vũ thấy là chưa có ai làm, thì Vũ làm chia sẻ cho các bạn. Mọi người có thể đóng góp ý kiến bên dưới để cho tất cả mọi người cùng theo dõi và xem và chia sẻ lẫn nhau về những cái kinh nghiệm mà chúng ta dùng cho những sản phẩm này. Hẹn gặp lại trong bản video lần sau. Bye.